ngày 7 tháng 10, Công an phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ khảo sát truy xét vụ trộm cắp xe máy hết sức bạo gan ở chung cư Oya Ba Di tại khu vực. Trước đó, sáng cùng ngày, một đoạn clip 30 giây đăng tải lên mạng xã hội ghi nhận lại cảnh nam người trẻ tuổi tinh chỉnh và điều khiển xe máy hiệu đi từ tầng hầm của một chung cư đi lên. Khi đến Thanh Ba Rai thì bảo vệ chờ lấy thẻ để mở Thanh Ba Rai. Hình ảnh vụ việc. Lúc này, người trẻ tuổi lợi dụng bảo vệ mất cẩn trọng đã cho xe vượt ba rai rồi tẩu thoát trước việc tận mắt chứng kiến của nhiều người. Thấy vậy, bảo vệ hô hoán ngăn đuổi theo nhưng không được. Qua xác minh, đoạn clip trên ra mắt ở chung cư Oya Ba Di đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe bị lấy trộm trong đoạn clip là xe máy hiệu mang biển kiểm soát 59-3646 của người tên quận sống tại chung cư nói trên. Clip kẻ trộm xe máy vượt ba rai tẩu thoát trong chung cư Oya Ba Di. Phóng viên tìm đến chung cư Anh Đô chiều cùng ngày, một bảo vệ cho biết, đối tượng người sử dụng là nam người trẻ tuổi bịt khẩu trang, anh không có bất kỳ ai nhìn thấy được rõ mặt. Trước đó, đối tượng người sử dụng nói là thợ hồ, thầu thiết kế nên bảo vệ cho Anh Đô tầng hầm của chung cư. Khả năng đối tượng người sử dụng mở khóa thay đổi băng kiểm soát rồi mới tẩu thoát. Ban quản lý chung cư Oya Ba Di cho biết, vụ việc chưa rõ thông tin nên chưa thể hỗ trợ với báo chí. Anh yêu phóng viên báo chí đến công an phường 9 hỏi thêm thông tin. Công an phường 9, quận Phú Nhuận xác nhận vụ việc, anh đang khảo sát truy bắt đối tượng người sử dụng.